Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Dụng Cụ Nông Nghiệp. Trong video của em ngày nay lại tiếp tục giới thiệu các bác những cái mẫu dầm thuộc cuốc xẻng. Và bác nào đang có nhu cầu muốn mua những mẫu dầm thuộc cuốc xẻng hay là cuốc giạc cỏ này, cuốc sới đất hay là những mẫu búa chim, búa bổ củi thì hãy liên hệ cho bên em để được tư vấn báo giá cũng như đơn. Shop em là một shop chuyên cung cấp tất cả các dụng cụ về ngành nông nghiệp, từ những mẫu dầm thuộc cuốc xẻng này, kéo cắt tỉa cành chân cao, khay ươm gieo mạ, khay ươm bầu cây giống, rồi những mẫu bầu quay V6, V7 và những mẫu bạt chân phủ cổ thì bên em đều có. Nên các bác cần mua những sản phẩm gì liên quan đến ngành nông nghiệp hãy nhớ liên hệ cho bên em để tư vấn báo giá cũng như đơn ạ. Và trong video của em ngày hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu các bác những cái mẫu dầm thuộc bên nhà em. Và trên tay đang cầm đây, đó mẫu đầu tiên, đó là một bản mai. Mai thì các bác những vùng miền mà đất cứng, đất sỏi đá nhá, bác đang cần cho mình một chiếc mai, chiếc xẻng đi sắn đất đào đất thì đây một cây mai rất là tiện lợi luôn. Và chất liệu của mai này thì vô cùng là sắc bén và rất là dày. Bản này là bản đặc biệt, bản này bản to bác nhé. Bản to này thì giá của nó sẽ là 280.000 cho một cây như này. Và em cũng đã làm sẵn cán rồi và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Còn nếu bác là không lấy cán không, lấy lưỡi không thì em cũng có lưỡi không cho bác luôn. Và cán thì được làm bằng ống tuyếp 34, ống tuyếp dày 1.8, rất là dày dặn luôn. Và bản to này thì giá của nó sẽ là 280.000 đồng cho một cây, miễn phí ship giao hàng. Và ngoài ra nếu như bác nào cần bản nhỏ thì em có bản nhỏ đây ạ. Đây là cây bản nhỏ nhé, bản mai nhỏ này giá cũng chỉ có 230.000 thôi, và cũng bao ship và có sẵn cán rồi. Còn nếu bác nào không muốn lấy cán thì được lưỡi không, em sẽ trừ đi thì người là 50.000 tiền cán. Và tiếp tục ra đây, đó là những mẫu dầm cổ tròn đây ạ. Dầm bản thẳng, dầm cổ tròn hay còn gọi là dầm súng thẳng đây ạ. Đây là dầm cổ tròn, dầm súng thẳng các bác nhé. Và em đang cầm đây là bản đặc biệt. Bản đặc biệt thì lưỡi của nó rất là dày nhé. Mọi người nhìn cho em, lưỡi của nó sẽ chiều ngang, bề ngang nó sẽ khoảng là 10 cm. Và cái chiều dài của nó sẽ khoảng là 30 cm, rất là dày. Bản đặc biệt này thì giá của nó sẽ là 350.000 cho một cây, miễn phí ship, đã được làm sẵn cán, ống tuyếp 34 và dày 1.8 rồi. Và chất liệu của cái lưỡi dầm cổ tròn dầm bản thẳng này thì lưỡi được làm 100%, được làm bằng thép nhíp ô tô, rất là sắc bén và vô cùng là dày luôn. Cái này thì bên em đã làm sẵn lưỡi rồi các bác, về chỉ việc sử dụng thôi, mọi người không phải làm lưỡi cho em. Đó là bản dầm cổ tròn. Và tiếp tục sang phía bên đây, đó là dầm cổ cò mọi người nhé. Đó đây em đang cầm đây là mẫu dầm cổ cò. Dầm cổ cò này thì lưỡi của nó thì vẫn được làm bằng thép nhíp ô tô, rất là dày và cực kỳ là sắc bén luôn. Và đã làm sẵn cán rồi. Và trên tay em đang cầm đây là bản tầm trung. Bản này giá của chúng chỉ có 350.000 đồng trên một cây, miễn phí ship. Còn nếu như bác nào làm cây công trình, cây bonsai cây to thì mọi người có thể tham khảo cho các bạn đặc biệt. Đây ạ. Bản đặc biệt như thế này. Đó, bản đặc biệt rất là to và dày dặn như thế này. Giá của nó chỉ có 400.000 đồng. Đó là bản đặc biệt. Lưỡi của nó sẽ dài khoảng là 40-45 cm. Và cái chiều rộng của lưỡi khoảng 9-10 cm. Và đây là bản đặc biệt có sẵn cán rồi, giá sẽ là 400.000 đồng cho một cây, miễn phí ship. Còn nếu như bác nào lấy bản lớn hơn ạ, bên này em có bản tầm trung nha. Bản tầm trung này giá chỉ có 300.000 thôi. Và bản nhỏ anh giá chỉ có 120.000 thôi ạ. Giá bản nhỏ chỉ có 200.000. Và giá này đã là bao ship toàn quốc rồi. Nhận hàng bao kiểm tra hàng, xem hàng và được test thử hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em, mọi người yên tâm. Và tiếp theo thì sang phía này đây thì em có những mẫu, đó là mẫu thuộc ạ. Mẫu thuộc nhá. Đó, mẫu thuộc và có những mẫu xà beng. Và xà beng thì là cái sản phẩm chủ đạo của bên shop rồi, được các bác ủng hộ rất là nhiều và phản hồi cực kỳ tốt đối với những xà beng như này. Xà beng bên nhà em thì chất liệu 100% sẽ được làm bằng thép đúc liền nguyên khối, thân cầm sẽ là hình lục lăng, vô cùng là chắc tay, cắt tay và lầm tay luôn. Đó, và một được làm sẵn lưỡi và một đầu được làm nhọn như này. Các bác phục đất đào đất cho em rất là tiện lợi luôn. Đó là xà beng. Và mẫu em đang cầm đây sẽ là bản 7 kg. Bản 7 kg này giá của nó sẽ là 350.000 đồng cho một cây, miễn phí ship giao hàng. Đó, còn nếu bác nào cần bản nhỏ hơn, em có bản nhỏ hơn từ 4 kg, 5 kg và 6 kg, em cũng có luôn ạ. Đó, mọi người cần bản gì hãy nhớ liên hệ cho bên em. Số điện thoại thì luôn luôn để góc phải màn hình để được tư vấn cũng như báo giá lên hơn các bác nhé. Đó. Và tiếp theo sau phía này đây ạ. Tiếp theo sau phía này, đó là những mẫu lưỡi về mẫu lưỡi bản thẳng này, lưỡi của mẫu bản thẳng này, lưỡi của cò này, lưỡi của những cái mẫu thuộc quá nhá. Đó, tất cả em đều có luôn. Các bác cần loại gì thì hãy nhớ liên hệ cho em để tư vấn báo giá cũng như đơn đơn một cách nhanh chóng và thành công ạ. Và video của em thì cũng đã khá là dài rồi thì em cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bác ạ.